Ờ uh, hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về phần là wishlist. Thì uh, ở clip trước mình đã thêm được gì? Thêm được cái sản phẩm. Thêm sản phẩm thành công rồi. Nhưng mà ở đây theo dạng là ví dụ như uh, các bạn mở lên hay mình xóa lại ha. Uh, sản phẩm chung khớp có nghĩa là gì? có nghĩa là khi các bạn thêm yêu thích vào. Đây là cái sản phẩm mang cái ID là 23 đúng không? Thì khi các bạn click lại lần nữa thì nó sẽ vẫn thêm cho bạn tại vì chưa có mình chưa có thêm code gì, thêm chưa thêm code là so sánh sản phẩm trùng. đây nó vẫn thêm thì các bạn lít bao nhiêu nó thêm bấy nhiêu cho bạn. Cũng cùng một cái sản phẩm có tên là 23 luôn. Đó. Thì ở đây, đây là sản phẩm trùng thì để mà kiểm tra cái sản phẩm trùng các bạn sẽ cho mình một cái dòng lệnh nữa ở đây. Các bạn cho mình một cái biến là var matches bằng crap. Crap nó giống như cái thằng filter ở trong gì? Ở trong cái thằng JavaScript ha. Rồi các bạn đẩy cái dữ liệu cũ vào, sau đó các bạn ghi giống y chang như mình function object. Rồi sau đó mở cái function này ra. Trả về trả về gì? Trả về object.id có nghĩa là trả về cái đi của gì? Của cái old data này đúng không? bằng ID bằng ID có nghĩa là sao? bằng ID có nghĩa là khi các bạn lít vào một sản phẩm thì đây thì nó gì? nó mang cái ID tới đúng không? nó mang cái ID tới đây? thì khi các bạn lít vào yêu thích nào đó thì các bạn có được cái ID của cái nút đó có nghĩa là khi các bạn lít vào yêu thích thì các bạn có cái ID của sản phẩm này và nó đem đi so sánh cái ID 23 này với cái dữ liệu ở đây ha, với cái dữ liệu là data ở đây ở data lấy dữ liệu của get item data mà đúng không đó là lấy tất cả dữ liệu đây nó đi so sánh ừ nếu mà trong cái chuỗi này trong cái mảng này nó có cái dữ liệu mang cái id là 3 thì nó sẽ sẽ sao đây xóa ba này đi ha sẽ nếu mà trùng khớp nè rồi rồi các bạn xóa cho mình cái push này đi và sau đó các bạn xóa cái này luôn ha rồi chỉ như vậy thôi nếu mà match chấm len chấm len có nghĩa là đo chiều dài của cái match này nếu mà trùng khớp một ha ví dụ như trùng khớp thì uh, nếu mà cái đi năm ba nè thì nó trùng khớp trong mảng thì nó sẽ tăng lên một ví dụ trùng khớp hai đi thì nó sẽ tăng lên hai nhưng mà trùng khớp hai, à, mình chỉ so sánh một cái sản phẩm thôi ha tại vì sao tại vì mình lít cho một sản phẩm thôi không đó uh, ha thì uh, mặc định nó sẽ lấy ID một sản phẩm thì cái này chỉ là tối thiểu là một thôi ha nếu chấm plan có nghĩa là có một đó các bạn ha thì có chiều dài ha có chiều dài còn không thôi là bình thường nó là không các bạn ha bình thường cái matches này cái biến matches này nó bằng không nếu mà không có xảy ra trường hợp trùng thì ở đây là nó sẽ hiển thị ra bằng không còn nếu mà trùng một sản phẩm ha trùng một sản phẩm trùng một ID thì nó sẽ xuất hiện là một thì nếu mà chấm len nếu nó có chiều dài không thì mặc định nó sẽ tự hiểu là không có chiều dài còn nếu là một á, thì nó sẽ tự hiểu là có chiều dài thì sản phẩm trùng ha thì cái câu alert này các bạn muốn thêm sao các bạn thêm còn không thôi thì nếu mà không trùng thì ừ ô data ha mày đẩy cái cái item đó vào tiếp ha mày đẩy cái item đó vào tiếp rồi rồi bây giờ mình sẽ ẩn cái tạm này đi ha mình ẩn tạm này đi ha rồi tiếp tục là các bạn cho mình là local storage à, ngoài đây cũng được ha local storage set item rồi Set item ha đó rồi bây giờ các bạn refresh bây giờ mình xóa đi bây giờ mình click vào một cái sản phẩm yêu thích à, bây giờ mình cho cái cửa sổ này ha khi rồi bây giờ mình click vào yêu thích nè rồi mình tạm thời mình có một sản phẩm đúng không bây giờ mình lít lại vào yêu thích sản phẩm của bạn đã chung À, tại vì có ID rồi, đúng không? Bây giờ mình click vào sản phẩm khác coi. Yêu thích. Đó, để các bạn sẽ thấy nè. Thấy chưa? Đâu có chung ID đâu thì nó gì? Không chung ID thì nó thực hiện câu lệnh L nó đẩy cái new item vào cái gì? New item là tất cả dữ liệu mình lấy được ở trên đây rồi nè, vào cái gì? Vào cái old data, ha, vào cái data mà mình đã set uh, cho nó là gì? Set item là data cái khi là data ha. Rồi tiếp tục đây là khi nè data giá trị nè giá trị là những cái gì những cái mảng này đó rồi tiếp tục mình lít vào yêu thích nè 27. bây giờ mình lít lại nè không cho ha tại vì mày có 27 trong trong cái mảng rồi cho nên tao không cho phép mày thêm vào nữa ha có nghĩa là tao không cho phép mày đẩy cái câu à, đẩy cái cái lệnh này nữa đó rồi tiếp tục bây giờ các bạn có này rồi ha bây giờ các bạn có dữ liệu rồi và mục tiêu chính của mình là đẩy cái sản phẩm vào cái sản phẩm yêu thích ở bên này. Đúng không? Đó. Thì bây giờ các bạn quay lại cho mình cái trang home. Trang home. Các bạn kéo xuống cho mình cái này là cái sidebar của nó đúng không? Mình muốn cho cái sản phẩm yêu thích nó nằm ở danh mục sản phẩm à, ở dưới thương hiệu sản phẩm thì các bạn kéo lên. À, cái layout này chứ. Xin lỗi bạn, các bạn qua cái task layout này các bạn kéo lên cho mình thì ở đây nó nằm ở đây nữa bạn đây sản phẩm yêu thích nó sẽ hiển thị dựa trên cái pro wishlist ha thì đầu tiên uh, các bạn sẽ cho mình các bạn copy y chang như cái này kéo xuống cái việc là các bạn chỉ xóa cái url đi thôi thì mình sẽ được như vậy rồi sau đó các bạn cho mình uh, một cái dip mang tên là Pro Wishlist Ở đây Cái clip này Nó sẽ góc phần là nó hiển thị ha Hiển thị dữ liệu mà mình thêm ha. Nó append Append có này nó cộng thêm cái gì Cộng thêm cái HTML vào ha Đó Thì các bạn chỉ việc là cho mình uh, Cái row Wishlist ở đây thôi Ha. thì khi mình refresh mình có được cái gì sản phẩm yêu thích ở bên này với mang cái điều là uh, request class bằng pro ha rồi uh, class bằng Pro thì ở đây Mình định các bạn kéo xuống cho mình cái layout này bây giờ mình sẽ ghi cái hàm view mình mở cái hàm view ra ha các bạn mở cái hàm view ra Ủa? sao lạ rứa sao nó không ăn nữa ta rồi tạm thời mình mở cái hàm view ra thì các bạn ghi cho mình cái function view ha nếu gì nếu local storage get item data đây mình đang hiện tại mình đang có key data đúng không get item data khác nút khác nút có nghĩa là có dữ liệu và ký dữ liệu đó là không rỗng ha dữ liệu đó không rỗng thì nếu mà dữ liệu không rỗng thì đầu tiên là mình cho là var data bằng json par ha mình hiển thị dữ liệu theo kiểu gì mấy bạn json thì mình sẽ ép cái dữ liệu này thành kiểu json đúng không json file local storage chấm get item cái data revert này thì chưa cần ha làm thời các bạn khóa lại cho mình trước rồi mình sẽ giải thích cái dòng này sau uh, wishlist style cái này style thôi ha mình chưa cần luôn rồi. Thì bao nhiêu cái này là một cái vòng lặp cái mảng đúng không? Mảng data này là gồm mảng nhiều cái gì? Nhiều phần tử. Đó. Nhiều phần tử đây có gì? Bốn phần tử đi. Thì để lấy ra được thì mình phải dùng cái gì các bạn? Dùng vòng lặp for đúng không? Vòng lập for. Đầu tiên các bạn sẽ cho chạy bằng không trước có nghĩa là nó chạy bằng không nè. Sau đó tới 1, sau đó tới 2, sau đó tới 3, đúng không? Data có nghĩa là gì? Có nghĩa là local storage get data đúng không mình sẽ lấy tất cả dữ liệu của gì local storage key của nó là gì data mình cho vào cái biến data này Tha chấm, clan, chấm chiều dài ha thì ở đây là nó chiều dài nó là 4 à, cái mảng của nó là 4 thì thấy gì các bạn ghi như vậy thì các bạn có thể là ghi như vậy cũng được đó à, get data chấm len các bạn có thể ghi như vậy cũng được cũng đúng Hay nhưng mà nó hơi dài nhìn nó thì các bạn ghi như vậy nó ngắn hơn ha chấm data có nghĩa là cái biến này chấm len chiều dài có nghĩa là đây là 4 sau đó tăng tăng từ 0 tăng lên 4 hoa tăng lên uh, cho tới 3 đó nhỏ hơn rồi tiếp tục các bạn cho làm vnm em nè thì mặc định ở đây uh, các bạn rồi bây giờ mình uh, thử ha mình thử cái dòng này append. Rồi. Append thử coi. À, ra là hiếu đi, có nghĩa là nó sẽ ra bốn lần hiếu. Đúng không? Đây là mảng bằng 4 nó sẽ ra là bốn lần hiếu. Rồi bây giờ các bạn thử refresh. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó ra tới bốn lần hiếu. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ cho cái thẻ B vào. Rồi. Đây, nó ra tới bốn lần hiếu nè. Rồi khi các bạn thêm một sản phẩm nữa đó, Rồi các bạn refresh lại nè Ở đây nó sẽ ra là 1, 2, 3, 4, 5 lần hiếu Đúng không? Tương tự với cái năm cái bảng này Rồi tiếp tục hiếu tiếp 6 đúng không? Refresh 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rồi ok, coi như là cái này là chạy thành công Thì việc còn lại thì các bạn chỉ ghi là HTML Rồi các bạn gán cái gì? Gán dữ liệu vào thôi Nha. Rồi, Tạm thời mình xóa cái này rồi các bạn sẽ lấy như sau mình sẽ cần cái gì các bạn cần hiển thị là uh, hiển, thị, hiển thị y chang như thế này luôn tên uh, uh, hình ảnh uh, tên giá ha rồi đây hình ảnh bằng data y các bạn thì đầu tiên nó chạy bằng không trước nè nó sẽ lấy là ừ uh, dữ liệu thuộc cái mảng là không đó thì nó cứ chạy thôi nó chạy y, y nó chạy cho tới là khi nào hết cái mảng này thôi ha rồi gán vào đây gán vào đây hết rồi, tiếp tục các bạn sẽ cho mình là row chấm append Cái dip đầu tiên các bạn cho mình là dip row Sẽ style, à, ví dụ như chưa có thể style này đi à, Đầu tiên là mình sẽ ghi lại cho các bạn hiểu ha Rồi. Ghi lại Mà công các bạn đánh là các bạn không hiểu nữa pro wishlist, rồi, chấm append. Cái này là hồi nãy là demo rồi ha. Rồi. Append cái gì? Đầu tiên là mình deep class pro. Rồi, mình sẽ cho nó một cái row. Thì trong cái row này mình sẽ cho nó hai cột Deep class pro. Oh. Cái này các bạn không có xuống dòng được nha, xuống dòng bị lỗi liền ha, các bạn phải ghi liền à các bạn liền rồi mid thì cái cột đầu tiên là chứa cột hình ảnh ha à, rồi tiếp tục các bạn copy từ cái cột số 4 này thì cái cột thứ hai của mình là cái cột gì mấy bạn cột thứ hai của mình là cái cột à, thông tin ha à, cột thông tin rồi các bạn refresh các bạn thấy là hình ảnh thông tin thì nó lặp lại là 6 lần tương tự với cái mảng là 6 ở đây ok chưa hình ảnh thông tin rồi thì cái hình ảnh này mặc định bây giờ các bạn sẽ nhả vào cái hình ảnh nó của nó bằng cách các bạn ghi là emergers đúng không thì mặc định mình đã có được ảnh hình ảnh ở đây rồi đúng không mình có hình ảnh này rồi thì src bằng cái gì mấy bạn bằng cộng cộng ha nó tương tự trong html là chấm chấm ha à, nhưng mà ở trong jquery cũng như javascript thì các bạn phải cho là cộng cộng nói chung là javascript đó thực chất ra jquery là cái thư viện rút gọn của thằng javascript thôi đó rồi image image ha thì các bạn có được image rồi bây giờ các bạn thử các bạn refresh nào đó các bạn có được image ha cái hình ảnh thì nó hơi to tại sao tại mình cho ở đây nè mình sẽ cho thêm một cái width bằng gì mà bằng cái gì bạn bằng một trăm phần trăm có nghĩa là nó bằng một trăm phần trăm của nè giống như câu lệnh này bằng của bốn cột ha đó các bạn thấy chưa mình có được hình ảnh rồi nào các bạn ha mình có được hình ảnh rồi thì bây giờ cái phần thông tin các bạn cho mình cái style nữa ha copy vào cái style nằm ở trong cái row này để nó cách ra ha nó giãn cách ra trên dưới là 10 pixel trái phải là không ha trên dưới một pixel trái phải là không rồi tạm thời nó là như vậy ok chưa còn cái phần thông tin này mình sẽ cho cột là 8 đúng không đúng không tại vì một cái rô thì nó sẽ giống như là chiều cái chiều rộng của một cái trang website là 12 cột thì đây là cái cột số 8 thì các bạn có thể tăng cái hình ảnh các bạn thấy, thấy hình ảnh nhỏ quá thì có thể tăng lên 5 ở đây các bạn nhả xuống 7 miễn sao đúng 12 cột thôi ha đó cái hình ảnh sẽ bự lên ha rồi nhưng mà ở đây mình cho hình ảnh nhỏ thôi bốn cột rồi các bạn sẽ được như vậy rồi cái phần thông tin này mặc định đây cái thông tin này là info wishlist info wishlist này cả là cái cái styling của mình ha thì cái thông tin này mặc định các bạn cho mình hai cái thẻ b một thẻ b nè hai thẻ b cái thẻ b đầu tiên mình mang cái gì mấy bạn mang tên đúng không mang tên rồi cái tên này mình cho cái style color mình sẽ cho nó là cái màu màu này ha màu cam này rồi, mình sẽ có được cái tên. À. Cái này cái giá chứ ta. Tên cái giá chứ. À, giá à tên mình di chuyển lại ha, di chuyển qua cái thẻ B thứ hai, cái giá mới đúng. Thì tùy theo các bạn styling thôi. Rồi. Tiếp tục là gì? Price. Giá. Rồi, bạn refresh thì các bạn sẽ thấy nó được như thế này ha rất là đẹp được như thế này rồi tiếp tục mình sẽ có một cái nút đặt hàng thì các bạn cho mình một cái hát rep đây mình copy xuống mình quăng vào cái thẻ deep deep này là cái thẻ gì deep pro ha giờ mình quăng ra trong cái thẻ deep nha các bạn rồi mới đầu là như vậy đi rồi tiếp tục là mình sẽ cộng ul vào rồi thì các bạn sẽ Uh, cái nút này có tên là đặt hàng thì tùy theo uh, các bạn có thể là xem xem sản phẩm cũng được hoặc là đặt hàng cũng được đó xem đó xem sản phẩm hoặc là các bạn đặt hàng cũng được tùy thôi tùy theo các bạn ấy thôi ha rồi nó sẽ được như vậy thì cái info wishlist này mặc định là mình mở lại cái thằng CSS ha uh, thực chất ra cái này nó đây 8 cột này các bạn cho mình là 8 cột tất cả các thẻ B này nè nó có một cái khoảng cách nó có một cái margin ha mình muốn sát lại với nhau thì mình sẽ cho là info with list thẻ B ha tại vì sao tại vì cái này là những cái thành phần thẻ B mà đúng không những thẻ B thẻ B nè info with là 8 cột nè đó đây là những cái thành phần thẻ B đó Uh, tên nè giá nè và đặt hàng đều là thẻ B hết nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ cho nó là margin bằng không ha rồi mình copy vào cái set s thôi rồi ủa nãy uh, như là info wishlist đúng rồi info wishlist rồi rồi mình bắt vào cái lát này đó thì mình refresh thì mình sẽ được như vậy ha mình sẽ được như vậy có một cái nữa là như vậy các bạn. Mình muốn hiển thị mỗi lần mình lít. Ví dụ như là bây giờ mình lít vào cái sản phẩm này. Yêu thích. Thì mặc định đây nó đã thêm vào yêu thích rồi đó các bạn. Nhưng mà mình muốn hiện ra đây luôn. ha Mình muốn hiện nó ra đây luôn. Đó. Thì làm như cách nào? Thì mỗi lần mình lít vào nó hiện ra luôn thì việc cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn copy cái cụm này cho mình. Copy cụm này ha. Các bạn xuống đây. Các bạn bát ra đây đợi ha đó là đây. nếu mà dữ liệu trùng thì gì khi không nhảy sản phẩm không nhảy sản phẩm đó mà dữ liệu không trùng thì là đẩy đầu tiên là đẩy dữ liệu vào trước nè sau đó thứ hai là append cái dữ liệu vào đó vào đây thì ở đây thì cái trường nem này mặc định nó lấy được ở trên đây đúng không nhưng mà cái này nó nằm ở phong view thì ở dưới đây là mình muốn lấy cái trường nem này dễ thôi trong cái new item này nè các bạn đánh cho mình là new item chấm nem ha mặc định nó sẽ vào cái new item này nó lấy cái cái gì cái trường nem cho bạn ha rồi tiếp tục với những cái khác new item price chấm price chấm image chấm ul ok chưa đó thì có nghĩa là nó vào cái new item này chấm có nghĩa là ừ mày lấy cho tao cái gì cái trường ul đây ul rồi nó lấy cho các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn refresh lại. Bây giờ mình xóa hết. Rồi, mình thử lại nè. Yêu thích. Các bạn thấy chưa? Rồi, yêu thích tiếp. Đó, mỗi lần là dữ liệu mới thì nó sẽ append cái row này. Ha, row list này. Rồi, các dữ liệu này chung rồi. Yêu thích. Đó, các bạn thấy chưa? Yêu thích tiếp. Đó. Rồi, khi các bạn refresh lại thì mặc định là nó cũng tương tự như vậy. thì cái data các bạn kéo lên cái phần view data reverse data nè là tất cả cái dữ liệu của cái thằng data này đúng không? các bạn chấm reverse có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mới thêm nó sẽ lên trang đầu ha nó reverse, reverse có nghĩa là đảo ngược đảo ngược đó nó sẽ lên trang đầu. nhưng mà ở đây mình muốn thêm uh, tiếp nè mình thêm ha. bây giờ là mình thêm nhiều uh, thêm tiếp rồi bây giờ mình thêm tiếp thêm tiếp rồi thì thêm nhiều ví dụ như mình thêm trăm sản phẩm thì nó đẩy gì? cái đẩy footer này hơi bị dài một cái ha, nó hơi bị dài nó đẩy footer này dài nữa đẩy dài ra nữa thì nó đều đó nó không tốt thì các bạn sẽ cho mình thêm hai cái dòng này nữa thì mặc định nó sẽ cái id gì cái id wishlist này ha nó sẽ cộng nguyên một cái ID wishlist là nguyên một cái size 3 sản phẩm yêu thích này nó sẽ cộng style có nghĩa là cộng thẻ style vào ha à, và với scroll scroll có nghĩa là có quyền kéo ha scroll và cái chiều dài của cái thẻ style là, là 600 pixel thì khi bạn refresh Các mình sẽ thấy nè đó scroll ha đó scroll có nghĩa là có thể di cuộn có thể cuộn ha scroll rồi cái này các bạn có thể cho là 500 pixel cũng được ha tùy theo các bạn cho thôi đó à, ví dụ như càng ngắn chiều dài càng ngắn thì các bạn cuộn càng nhiều đó nè đó chấm bít thì các bạn cuộn càng nhiều hoa cái này dễ hiểu thôi rồi đó rồi thì khi mình muốn xóa hết đi mình xóa hết thử ha application xóa hết enter đó thì mặc định đó nó sẽ gì nó sẽ mất cái thanh cuộn ha nó sẽ mất thanh cuộn ừ. nếu mà gì tồn tại data ha get item data thì nó mới có thanh cuộn còn không thôi thì nó sẽ không có thanh cuộn ha bạn yêu thích nè đó yêu thích yêu thích các bạn cứ thêm vào yêu thích đi đó cái này nó chưa chạy cái gì nó chưa chạy cái hàm view đâu khi các bạn refresh lại thì mặc định nó sẽ chạy hàm view thì nó mới chạy cái này cho bạn ha đó cái này chưa có cuộn ha khi nào mà dài quá thì đó dài quá thì nó mới cuộn khi các bạn refresh lại thì những cái sản phẩm các bạn mới thêm á, thêm mới á, thì nó sẽ lên trên đầu data reverse ha rồi xin cảm ơn các bạn ha